thủ môn Nam Phi giúp Hà Lan vào tứ kết World Cup nữ. Thủ môn Kaelin thoát mắc lỗi, khiến Nam Phi thua 0-2 Hà Lan ở vòng 1/8 World Cup nữ 2023 sáng nay. Phút 68, Hà Lan phản công nhanh để Lynette Berenstain dứt điểm. Bóng đi đúng vị trí, nhưng thủ môn Kaelin thoát để lọt qua tay khiến Nam Phi bị dẫn 0-2. Sai lầm của thoát là đòn mạnh giáng mạnh vào nỗ lực gỡ hòa của đội nhà. Trước đó, Hà Lan mở tỷ số ngay phút thứ 9 với cú đánh đầu cận thành của Diêu Trúc trong pha dàn xếp đá phạt góc. Nam Phi chỉ cầm bóng 30%, chuyền 260 đường so với 627 của Hà Lan. Nhưng đại diện châu Phi không lép vế, nhờ tốc độ của đội trưởng Thembi Catalan. Linda Mothalo trong các pha phản công. Nam Phi sút tới 14 cú với 7 trúng đích, dĩnh hơn Hà Lan, 12 cú, 6 trúng đích. Riêng Catalan 7 lần dứt điểm nhiều nhất trận, trong đó 4 tình huống đối mặt nhưng không thắng được thủ môn Van Domsela, thủ môn được bầu làm cầu thủ hay nhất trận. May mắn cũng không song hành với Nam Phi ở trận đấu trên sân Sydney sáng nay ngày 6 tháng 8. Trong hiệp 1, họ chịu tổn thất khi hai trụ cột, tiền vệ Jermaine Siposen và hậu vệ Bambanini bên chấn thương, phải rời sân sớm. Dù thua Hà Lan 0-2, Nam Phi vẫn rời giải với nhiều ấn tượng tích cực sau khi loại cả Argentina và Italy ở vòng bảng. Hà Lan vào tứ kết gặp Tây Ban Nha ngày 11 tháng 6. Đội tuyển áo cam cũng chịu tổn thất khi tiền vệ tấn công Daniel Van Geldon nhận thẻ vàng ở phút 67, tấm thẻ thứ 2 tại giải, khiến cô bị treo giò ở tứ kết. Đội hình xuất phát: Hà Lan, Daphne Van Domsela, Stephanie Van der Graaf, Sherida Spice, Dominique Janssen, Diêu Rút, Daniel Van Geldon, Jackie Groen, Victoria Pelova, Esbrook, Lynette Berenstain, Lai Martens. Nam Phi, Kaelin thoát, Lebohang Ramale, Noko Matlu, Karabo Dlamini, Bambanini Mben, Bongyek Kagen, Hilda Magaya, Linda Motaholo, Jermaine Siposen, Colosa Biana, Hemi Catalan. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.